con ở đây là trời ơi, chỉ kia mò kìa, hơn một cá nữa kìa. Dạ dạ, nghe tin là chạy lên tiếp liền hả chú? Cái chị gái thấy thương rơi trời. Ok. Hay là xe tải á, đi qua con đường này thì nên cân nhắc nha. Ở bên kia là người ta có để cảnh báo rồi và dăng dây rồi luôn. Nhưng mà mình cố tình đi thì sẽ ảnh hưởng tới mình á. Ồ, có nghĩa là cái bờ kè này là phía trên liền với cái đúng rồi. Cái vít xi măng đó. Đúng rồi. Rồi ở đây nó tuột xuống. Trời ơi. Giữ trên đất rồi thôi chứ cũng không làm giặt đố gì nữa, giặt hết vốn hết tiền rồi. Dạ. Sửa đợt này nữa là mấy lần rồi cô? Sửa đợt này nữa là 3 lần rồi đó. Màn Minh Bắc, khu Bình Thượng Kiên Giang là phải nói là ảnh hưởng rất là nhiều nha cô chú vậy. Thôi không được đâu, đừng đi đẳng ơi. Rồi rồi rồi. Cung kinh. Tí xíu ha. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Tiếp tục hành trình thì Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở xã An Minh Bắc nha. Hiện tại thì nhiều tuyến đường khác đã bị sạt lở rất là nghiêm trọng rồi. Và mới vừa rồi thì có một anh trai không tin là khu vực ở phía trong ngay cái chỗ sạt lở mà Cao Tùng Vlog quay clip trước á, sạt lở rất là nhiều, thì có một chiếc xe bia đang bị lạc ở trong kia kìa. Mình sẽ nhanh chân chạy vào trong để cập nhật tình hình hiện tại liền nha, và có thể giúp đỡ được cái gì thì mình sẽ giúp đỡ cho cái xe đó nha. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Cao Tùng nha, để nhanh chân vào phía bên trong đó đi theo con đường này nè. Đường sạt lở hôm qua thì chỗ này có một chiếc xe nó bị ngã xuống đây nè. Rớt biển để trơn luôn tàn. Cái đường nó quá trời nhỏ, nó bị hẹp lở xuống hôm qua nè. Lạc hồi nãy lạc hồi lúc đâu cỡ 7 giờ tối. Cái đường này hôm qua nó mới sạt ở đây thôi, mà tại vì cái đường này nó rất là hẹp nha. Dưới đây thì có một cái chỗ nó cũng hơi sâu quá nên làm đường tạm hơi nhỏ, nên là chiếc xe tải chạy qua đây nó bị ngã xuống nè, xe bia luôn. Trời ơi, tội nghiệp thương mà con ghê không ta. Chú anh chị ơi, cái đường sạt lở hôm qua nè, ngay cái khu vực này luôn, bởi vì rất là nguy hiểm nha. Bà con cô bác mà đi ngang cái đường này thì nói chung là cẩn thận nha. Bây giờ thì bà con khu vực này súng nhau để hỗ trợ lấy bia bỏ vô trong những cái thùng á. Cảnh gì mà cảnh đau khổ bằng cảnh này. Nguyên một xe bia luôn, tàn chở. Rồi giờ thì có một số bà con người ta hỗ trợ đó, xin những cái bao á để mà hốt vô tiếp. Không biết là chiếc xe tải có bị gì không nữa. Xe tải có sao không chị? Nó bị hơi bị sượng giò chút à. Dạ dạ, vậy là không sao ha. Dạ dạ. Trời ơi. Rồi bà con ở gần khu vực này á, người ta hỗ trợ tiếp. Qua mình hôm qua đâu là dài 40 m. Cái đường lật xuống ta kêu cây dài lắm. Cũng
đó là Mai nha. Mai là chiếc xe lật ngang thì không ảnh hưởng tới người nha. Quay rồi đăng cho ta coi với em nội. Cái chỗ này là đá người ta giờ là chỗ này nó sâu rồi. Dạ, chỗ này hẹp quá hẹp à, nếu mà xe tải đi ngang là khó lắm, nguy hiểm lắm. Bây giờ là yêu cầu nhà nước đem đá lại đổ khu này mới được, để còn dạ. Tai nạn nữa. Đây, chú này đi dọc đường thấy rồi, chú làm tiếp ta đó hả? Ừ. Tao với chú bốn số chạy lên đây nè. Dạ. Chỗ trường học á. Mà con giờ này người ta thấy bị lỡ xuống á, người ta hỗ trợ tiếp. Nó mấy cái bia là bị rớt xuống chân rồi, cái đường này rất là nhỏ luôn á. Xe tải chạy ngang đây rất là nguy hiểm. Nó còn chú anh chị ơi. Quá trời rồi. Có nhà nhà đây có nhà là có con khô là không, con có lóc nữa rồi. Quế có cả, quế là mực nhóc trên rồi. Vớt bia là xỉn luôn phải không? Chứ con khô mà coi. Dạ. Ủa rồi cái anh chủ đâu rồi? Chủ nó dạ. Không ông chủ. Rồi cái anh tài xế có sao không chú? Hả? Anh tài xế có sao không? Tài xế sao vậy? Tài xế có bị gì không? Thôi vậy là cũng hên cũng mừng rồi. Không sao đâu. Dạ. Không có bị tài xế bị gì là mừng rồi. Con có là dạ. Cái đường này nó rất là nhỏ nha, tại vì chuyện qua lỡ xuống là hết gần hết con đường rồi. Mấy chú làm cái chỗ tạm nhưng mà chỗ này nó bị sụp xuống sâu quá nên là chỗ tạm hơi nhỏ. Ừ, thấy thương bà con rơi luôn á, nguyên một cái xe bia rớt xuống luôn. Bà con ở đây là trời ơi, chỉ kia mò kìa, hơn một cá nữa kìa. Dạ dạ, nghe tin là chạy lên tiếp liền hả chú? Chị kia mò cá vậy? Bạn ơi, thôi hết rồi. Thấy thương không? Bà con ở đây tốt ghê không? Hỗ trợ đạo tiếp á. Dạ. Chưa có chủ lại nữa. Dạ. Này bia này gom lại có cũng nhiều ha. Nhiều. 130 thùng mà. 130 thùng hả? Không cũng may ha. Cũng hên ha. May mắn. Tới này chắc ảnh chạy thơ cho người ta quá. Dạ. 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 Nghiệp ghê trời. Dạ. Thôi mà lỡ rồi anh trai không sao đâu. Nói chung là không có bị cái gì về người là mừng rồi. Đây là chị này chỉ dầm nước lạc xuống, nguy hiểm mò như mò cá này vậy, mò từ lông bia sợ bị sốt lại á. Thấy thương ghê trời, hỗ trợ tiếp. Bà con mình ở quê là vậy đó vị ơi, tình làng nghỉ sớm hả chị? Chú này ở 4 cây số không chú? Rồi 4 cây số nha. Hay tin này chạy lên hả? Hay tin chạy lên hỗ trợ liền. Quá gì mà. Nói chung là ở quê là vậy đó, bà con thương nhau lắm. Con đường này là dạ. 2 xe đa qua là nguy cơ ấy luôn rồi đó. 2 chiếc xe đi ngang là đi ngang không có được đâu, đi ngang là phải né nhau á. Mình không lo đổ bên đây là còn đi coi cực luôn. Rồi thấy thương không? Vậy đó hả? Ủa đây mấy năm trước nó có bị gì không anh, hay là năm nay bị nhiều không? Năm nay nhiều nhất à. Con phá lượng chồng coi thật luôn, coi thấy chưa? Trời thấy cái chị gái thấy thương rơi trời. Ok. Trời ơi chị gái kìa. Hết sức rồi. Quá nhiệt tình luôn à. Hôm qua mà ổng đo tính làm đường tạm đó chứ. Này mà tao không biết nhà có mô mỉa luôn. Dạ làm không kịp á cô ơi. Không nổi đâu. Tại vì là sạt lở nhiều chỗ quá, làm từ từ không kịp á. Cái tải nhỏ ha. Cái nhỏ nhẹ. Bà con ở đây yêu mến, thương mến nhau là thấy cũng ấm lòng á.
con người ta hỗ trợ. Dạ dạ đúng rồi, sợ là lật xe là sợ tài xế thôi, nguy hiểm. Mẹ đó của tao đâu mà tao đốn. Này còn chút xíu nữa là chắc cả mét nữa là nó bứt hết cái đoạn đường rồi. Xíu xíu à, chỉ một chiếc xe Honda chạy ngang thôi. Thôi giờ gom lại đi, gom lại chứ sao giờ. Rồi giờ không ăn gì được rồi con ơi, em nắng quá rồi con ơi, còn hay đây tài xế nè, nó sẽ thương không? Cái đó đổ vô bao luôn á hả? Vậy nó bị gắt rồi đâu có ghen lên được. Những cái thùng này ướt mình đổ vô luôn ha. Yeah. Rồi đó, bây giờ là ông nhiệm vụ của mấy anh chủ xe hết rồi đó, còn mình chở nhiều được mình chở về đó. Chắc là chở nhà luôn hả? Chở nhà chắc xỉn quá. Thùng này chở nhiều à. Thùng này là còn nguyên ha. Ừ, thằng có nửa thùng là thấy đuối rồi. Xe là đủ mà. Dạ, vậy là mắc công vẫn anh đem xe lại kéo lại kìa. Bởi thùng chắc cũng cả chục thùng ạ. Chắc cả được 40 thùng mà. Cố gần đây không cô? 130 thùng. Ở đây bà con người ta hỗ trợ thấy thấy thương quá ta. Đây này cô chú anh chị ơi, cái đường này nhỏ xíu xíu rồi nha. Đó. Cái bao ông bỏ đó đây. Đi qua rất là khó khăn luôn. Nó phải chen qua gì nè. Nhờ có bà con ở đây đông ta hỗ trợ tiếp phải đỡ á, chứ mình nên là kiểu như bó tay luôn. Mèo ơi. Mèo. Mình thấy bà con đây tình làng nghỉ sớm kìa. Làm xong người ta hỗ trợ tiếp liền. Cái này xe chở như không mày. Mày đâu. Không hết xe bự. 130 thùng. Xe bự mày hết chứ không? 130 thùng. Không mày để đi mày mày đem xe lại từ thiện dài dài. Tổng cộng cho là 130 thùng bia. Rất này chân. Em có 5 lon là em thuê rồi. Có 3 lon, 4 lon. Là quýu phải không? 5 lon là quýu phải không? 5 lon là no. Thấy lên, thấy lên. Thích vô bác ơi. Bình thường không có thấy được. Vô đi bác ơi, nắng rồi con ơi. Thấy cái hồi lúc tiền con người ta hỗ trợ tiếp dọn lại. Bởi vì khi mà sụp lún xảy ra thì những cái con đường nó sẽ hẹp lại và đi lại rất là khó khăn, nên là mình cũng khuyến cáo mà mấy anh chạy xe ba gác hay là xe tải đi qua con đường này thì nên cân nhắc nha. Ở bên kia là người ta có để cảnh báo rồi và dăng dây rồi luôn, nhưng mà mình cố tình đi thì sẽ ảnh hưởng tới mình á, nên là mình kiểm tra kỹ hãy đi. Dạ, xui rủi rồi biết sao giờ. Không có ai muốn hết trơn á. Vậy là lúc lật xe là bốn bánh chổng lên luôn hả ta? Chổng lên luôn. Sao bánh chổng nó nghiêng qua hơi hơi. Nghiêng qua cái vậy mới ta sẽ mới gà vậy ha. Đầu xuống nha. Là lên chúng tôi là để đổ đất đây cho bà con cô bác rồi đi coi. Dạ dạ. Điểm quá trời rồi. Giờ mình cần con đường tạm đi cho an toàn hả chú? An toàn. Đi lại khó khăn hả chú? Khó khăn. Dạ dạ. Rồi giải quyết cái khó khăn trước đi cho bà con cô bác chứ để mình không nghèo quá. Dạ dạ. Cái này xảy ra tai nạn rồi chú mấy đứa cũng phải chạy dài với sập bên trong rồi. Chung là tạm thời thì bà con ở đây mong muốn là làm được làm cái con đường tạm cho bự bự lên ha, cho bà con đi tới lui dễ hơn. Dạ.
cái mong muốn của bà con ở đây nha. Dạ. Nói nhìn qua là sụp hết con đường luôn. Cái chỗ này là nguy hiểm nè. Cực cực kỳ nguy hiểm. Như chỗ này chỉ có đoạn mà nó nhiều nhất này chứ nó hết đường luôn rồi. Hết được. Nhưng mà bên này có cái chặng cũ nữa. Cái này nó đủ đất nè, thôi nó hết rồi. Nó tới luôn này nè. Vậy đó hả? Cái này nứt rồi nữa nè. Bây giờ đổ cái đường đó. Ồ như vậy là nó nứt ở trong luôn hả anh trai? Vậy là anh trai kia nói là nứt tới phía trong luôn rồi nè. Chứ không phải là phía còn đường đâu. Nó có cái này nè, nó có cái chân lại đó. Cái này nè, nó mới chịu lại. Nó chịu lại đó. Hết rồi. Đi hết rồi. Ngay cái khu vực mà bị sạt hôm qua luôn. Cái này tính mà ít nhiều được sạt lỡ chắc mấy chục điểm đó chú. Đây này, cô chú chị mình để lưu lại nha, rất là nguy hiểm nha, từng xíu xíu à. Lật nguyên một cái xe bia xuống luôn. Mấy em học sinh đi học là khó khăn dữ lắm luôn nha. Một chiếc xe chạy ngang là mình thấy là được thôi, còn mà hai chiếc là cái gì là khó chạy qua lắm luôn á. Chỗ này quá nhỏ rồi. Cái này là dạ dạ chỗ này sạt lở nhiều đó con. Nhóc chỗ không? Ủa con đi học hả? Ờ, nhà con gần ở đây ha. Nè cô chú anh chị ơi, quay lại chỗ sạt lở nè. Đó. Chơi không? Chia sẻ đó, khu vực này mới sạt lở là mình cập nhật liền luôn á, nhìn thấy tình cảnh là hỏi ôi luôn. Giờ là gom lại là 2, 4, 5 bao rồi nha. Quay nó luôn, quay nó luôn, quay nó luôn. Chở chú đi nha, quá nguy hiểm rồi. Mình đi dưới này mình chợt té luôn rồi. Cách quần luôn rồi. Là đi bộ còn té đó. Chân nhớt à. Bia đó là bia nhà của chị hả? Tờ đi ngang đường mà hỗ trợ tiếp vậy đó hả? Mèn ơi, tưởng đâu là chủ không à. Thấy thương quá ta ơi. Công nhận là bà con ở Kiên Giang, đặc biệt là U Minh Thượng này là bà con quá trời luôn. Quá ok rồi. Tình làng nghỉ sớm. Là không biết không? Cái xe tải nhỏ đó đó. Không có thấy đâu. Giờ còn mấy cái hồng bia nữa thì anh gom lại để trở về. Thôi anh quá nhờ có mấy anh kia tiếp. Cũng thôi là em trai này là mệt mình luôn á. Nó là bà con ở đây là rất là yêu mến nha, rất là phải nói là tình làng nghĩa xóm, là thấy bà con ở đây là ok đó. Khi mà có tai nạn xảy ra thì bà con là cấp tốc, dù cho cái chú kia là 4-5 cây số vẫn chạy xiết xuống đây để mà hỗ trợ cho bà con ở khu vực này. Phải nói là rất là quý mến cái tình cảm của bà con ở đây nha. Đây là một cái địa điểm sạt lở cũng rất là nghiêm trọng cô chú anh chị. Mình thấy ở phía sau cũng bị sập xuống nguyên một cái căn. Rất là nghiêm trọng nha. Ngay cái khu vực nhà. Thì hiện tại thì bà con cũng đang sửa chữa lại nha. Nó bị sập xuống nè. Rồi ôi, hình như là nó bị chùi xuống, bị chùi đất. Hơn là ở khu vực mé sông này là nó chùi đất xuống rất là nhiều. Đúng rồi, bây giờ thì cái chân nó yếu rồi, nó bị lúng xuống á. Đất ở đây mình thấy là đất nó rất là mềm á. Con người ta đang sửa chữa lại nè. Bên phía bên sông của anh cũng có những cái sạt lở ở mé sông nữa nha. Nói cùng chú anh chị. Nói chung là cái kênh này là hai bên nó đều có hết luôn. Sạt lở rất là nhiều nha. Đặc biệt là cái căn ở bên đây như là một cái tiệm tạp hóa.
À, nhà mình ở trong bị sụp luôn hả cô? Mèn ơi, con thấy tưởng đâu có vách không mà ở phía trong sụp luôn. Dạ. Sụp lâu chưa cô? Sụp lâu dữ lắm luôn rồi. Dạ. Rồi. Ngoài sao nó sụp trước đó. Đây là sụp đây. Dạ. Sụp 30 mét hả? Trời ơi dữ vậy. Cái hàng này là mà cái mới. Dạ. Tốn thêm 1 phút nè. Trời ơi. Thấy thấy dài cái đường ở xã mình là thấy nhà nào dưới đây cũng bị chân ta sụp hết trơn. Dài dưới là chỗ nào cũng sụp hết trơn. Dạ. Tùm lum hết trơn. Trời ơi dân hôm nay khổ dữ lắm. Đây là dạ. Mình bán đồ lặt vặt hả cô? Chỗ này năm nay thấy xã mình là bà con khổ lắm đó ta. Thiệt hại nhà cửa tùm lum hết trơn. Từ cái dãy này nó sạt dài tới bên đó luôn. Dạ. 30 mét nó sạt chưa? 30 mét ha. Để con vô quay cho con vô trong con ghi hình cho bà con mình coi. Đây này cô chú anh chị. Trời ơi, rồi vậy là mất tiêu cái chân hết trơn luôn rồi. Dạ. Bên đó nó nhiều nữa cô. Vậy là mấy cái phần này là bị sụp hết nè bà con, người ta đang bây giờ là phải bỏ tiền ra để mà làm mấy cái cừ lại thêm nữa chứ bây giờ biết sao giờ. Vậy là mấy cái nóng trước là bị hư hết đó hả cô? Ừ, trơn nó sạc nó xuống nó trơn. Dạ. Sửa lại nghe biết tốn nhiêu tiền giờ. Ở ngoài mình làm cây cũng dữ lắm đó, hàng ngừa luôn ha. Bê tông và cây nó nhiều lớp luôn. Nó sạc xuống hết trơn vậy, nó bê ra lúc rồi đó luôn. Hồi trước giờ là có tình trạng này xảy ra không cô? Có, trước nó sạc nữa mà đỡ rồi. Dạ. Có năm nay là sao mà dữ dội phải không? Dạ, dạ. Chứ đi vòng bên kia luôn rồi. Rồi năm nay gì đâu mà thấy cái xã mình gì đâu mà xe tải mới là cái chỗ xe tải. 10 nhà mà hết đâu 7 8 nhà là bị rồi. Thôi 10 là hết 8 nhà chứ. Dạ. Hôm nay là gọi là báo động luôn. Bây giờ giọng mua be mà giọng được nó giọng rồi đó phải giọng bằng tay không? Giọng sợ nó động nó điện với nó bị nữa. Đây này cô chú anh chị ơi. Giờ là bà con phải tốn tiền làm lại, nói chung là hết trơn luôn đó. Là giọng tay nè. Nặng lắm luôn mà người ta không dám giọng máy á. Giọng sợ nó động nó sập nữa. Nó có tình trạng trượt xuống. Đây là nhà với mấy sông, nhà tầng dưới bà trên. Một số có vốn người ta sửa nó. Nó bây giờ là giọng tay luôn. Nói chung là mình quay lên chia sẻ, nhiều khi cô chú anh chị nói tại sao mà người ta không cắt nhà ở trên bờ mà cắt nhà dưới sông. Dạ hư, kính thưa cô chú anh chị, đó là bà con người ta không có đất ở trên bờ nên là phải bắt buộc là cắt ở dưới sông. Và cắt những căn nhà này thì hồi xưa tới giờ là rất là lâu rồi, ta sửa chữa lại từ từ nha, chứ không phải là người ta không muốn cắt ở trên bờ. Tại vì nhiều bà con ở đây người ta chia sẻ là rất là khổ, không có nhà, không có đất nên là phải bắt buộc cắt ở dưới sông. Đó, phía bên sông kìa. Cũng bị sạt lở hết một cái phần ở dưới chân luôn nha. Trơn luôn rồi. Dạ. Ta làm cái bờ kè phía ngoài rồi làm thêm những cái cừ cây nữa mà vẫn bị lở. Bị sụp xuống hết. Sợ là sợ sạt nữa hả cô? Dạ. Cái này mình phải đóng chắc sâu dữ lắm mới bảo vệ được. Thì đó ta giọng dưới là mấy giữ chân đất rồi thôi chứ cũng không làm gia cố gì nữa, dân hết vốn hết tiền rồi. Dạ. Sửa đợt này nữa là mấy lần rồi cô? Sửa đợt này nữa là 3 lần rồi đó. Mèn ơi. Có 3 đợt nó sập hợp nó hợp xuống không rồi. Khổ cái nó hợp như nó chìm nó vút dưới luôn. Nó hợp dưới không chứ nó không ngoái gì chứ. Dạ. Bởi vậy sợ không chết luôn, thấy rồi cảnh là vậy sợ lắm rồi. Cái cảnh năm nay tiền là như là tu bổ vô đây không nè. Dạ. Tu bổ vậy nó hợp xuống nữa giờ. Tới đâu là có dư chút đỉnh là đắp vô đây hết. Ờ đắp vô đó sửa có dư đỉnh là đắp vô vậy đó không giờ. Dạ, quá khổ luôn. Nhà cửa mà sửa 2-3 lần rồi tiền đâu mà sửa cho nổi. Khổ quá khổ luôn rồi. Không có nhà ở dưới đây ở đỡ gì đó cũng không có làm mà để cho nó nguyên mô quá làm nguyên
mơ quá sợ tốn tiền dữ nữa, ở đảo nó còn sập vậy đó. Dạ. Ở vùng bán đỡ. Có nhiều bà con thì người ta cũng chia sẻ nói là tại vì không có đất ở trên bờ nên là bắt buộc phải cắt ở dưới sông. Dạ, chứ nếu mà có tiền, có cổ, có đất ở trên bờ thì người ta cắt ở trên bờ chứ không cắt dưới sông đâu. Dạ. Dạ, ba đợt là hết tiền hết cổ rồi. Giờ là mình chỉ giọng bằng tay thôi hả mấy anh? Đúng đó. Dạ, chứ không. Có nghĩa là đổ ba thước nè. Dạ. Giọng bằng tay vậy đó, nhúng không đó. Phải vừa đâu. Dạ, có nghĩa là mình không dám mướn máy để làm ha. Đúng rồi. Là mướn máy này coi vợ đang sụp mà đưa máy vô cung kinh nó đưa xuống nữa. À, có nghĩa là sợ ha. Trời ơi, chỗ này nó nghiêng ra luôn nè. Bây giờ nó lại nó đẩy về đây rồi mình đưa máy vô đây nữa thì nó sẽ cung kinh đất này nó sẽ động nữa. Dạ. Nhìn nó ghê quá ta. Rồi. Muốn đập cho ta thể rồi. Cái này người ta làm cái bờ kè phía trong này luôn nè. Ở ngoài kia là một cái dòng thành bờ kè nữa mà vẫn bị lúng xuống. Không hiểu ta. Rồi trong rồi đó, nhưng mà nó vẫn đưa xuống nè. Không hiểu ta. Ở ngoài đây có một cái bờ kè rồi nè. Ngoài kia có một cái bờ kè tạm nữa mà hai cái vẫn tuôn xuống hết luôn. Thấy xuống hết kìa. Tại nó nước quá khô. Khô chân ha. Dạ. Ủa cái này rồi làm sao ta? Nhúng hay xuống hay sao? Đào lỗ khác nó hết xuống rồi. Dạ. Đào lỗ khác thì nó cần lớn chứ không phải dễ ăn đâu. Nhúng xuống là phải đào lại. Nhúng không xuống là phải đào lại. Ờ. Mèn ơi. Thì cái cây nó không xuống thì làm sao? Cái đúng cái ngại giặt đó chứ. Trời ơi, vậy là giờ cái cây bự này là bỏ luôn đó hả? Không, bây giờ đào giờ lý nè. Có nghĩa là cây bự này giờ là không thể đóng xuống nữa, mình phải dời lỗ khác. Đúng rồi. Mèn ơi. Kiểu này là cực, thấy bà luôn rồi. Đâu đẹp đâu. Đào cho nó tới cái chân nó rồi cái mình kéo qua. Xô qua. Trời ơi, còn cực nữa. Cái đó là nó dướng cây rồi chứ. Thấy cảnh mà con cực khổ ghê ta. Kinh này sợ quá chừng luôn thôi, kinh này đi ngồi gặp cái mặt là thôi. Ngoài đây mình thấy có một cái bờ tường phía ngoài nữa nè. Nó bà con người ta làm hai ba lớp tường mà vẫn bị sạt nha. Nước ở dưới kênh hiện tại là nó khô luôn rồi, còn có chút xíu nước rồi. Không gần em nghe nói như là có một đám mưa lớn hả anh trai? Đám mưa 2 tiếng đồng hồ á. Mưa 2 tiếng đồng hồ hả? 2 tiếng đồng hồ mà không bị hưởng gì. Dạ. 2 tiếng á. Cái máy bắn bắn mới được tám ơi. Này phía trong. Đào nó đây nè, dưới cây dưới nè. Giờ là còn phải làm lại hai ba lần, tốn tiền biết nhiều nữa, tốn chi phí rồi tốn công nữa. Thì hồi đó cái hiềm của mình bằng mà đó, có bằng cái nền trên đó mà giờ nó hay sập xuống tới cả này. Ủa vậy là cái dòng thành này là nằm ở trên đây hả? Nó ngang dưới thằng kia. Trời ơi. Nó tụt xuống á. Cái này là nó tụt xuống nè. Vậy hả? Ờ, chứ không phải nó nằm đây đâu. Cái này không phải nó nằm đây đâu. Ờ, em tưởng đâu là cái này nè, cái thềm này nó bằng cái thềm đó đó. Dạ dạ dạ. Thấy không? Đây nè, cái bê tông người ta đổ nè. Nó có dạ. Thềm này nó sẽ bằng với thềm kia. Đó. Cái bờ kè này nó sẽ lên bằng với thềm đó đó. Ờ, có nghĩa là cái bờ kè này là phía trên liền với cái đó, đúng rồi. Cái vết xi măng đó. Đúng rồi, chính xác. Rồi ở đây nó tuột xuống. Rồi. Cái này rồi. Nó đi xuống luôn. Nó tuột xuống. Ừ. Này khoảng tầm 1,5 feet á. Ghê ta ơi, kìa kìa kìa. Nó đúng rồi, cái bờ tường nó là còn phía trên đó, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là cái dòng thành này là bằng ở trên bờ tường đó ha. Đúng rồi, chính xác. Cái bờ đó là cái hồng định đứng đó. Có nó sẽ mặt bằng ở trên đó đó. Dạ dạ. Tôi là 1,6 feet nè, cái này chắc khoảng 1,5 feet nha. 1,5 feet ha. Chắc có 1,4 feet. Rồi đi ra khác tàn. Nứt rồi kìa, ơi đi ra khác nứt rồi. Cái đó nứt rồi đó. Rớt xuống á, cái ỉnh đó. Đâu có dính đâu. Dính đâu. Nó quằn xuống. Nó muốn sụp vào đâu sụp đó. Nguy hiểm lắm. Cái thềm đó là nó ngang với thằng đó đó. Mà nó xuống. Quá nguy hiểm ha. Rồi giờ là con sẽ làm lại cái lỗ khác để di dời cái đám đá này. Rồi con cảm ơn chú nha. Cô đâu rồi ta? Tạm biệt cô ơi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ chúc gia đình cô nhiều sức khỏe với mai mốt là gặp điều may mắn nha.
Dạ dạ. Gán đi với sao giờ. Dạ. Phục từ từ rồi chúc cô nhiều sự may mắn đến gia đình mình. Dạ. Bây giờ hai anh em mình chạy dài trên con đường mà gặp những căn nhà mà bị vấn đề thì mình sẽ ôi có nhà này cũng lắm luôn nè, Bình ơi. Chỗ đậu xe đi. Còn nguyên một cái quá cái nhà tường và một cái quán nha. Rồi bây giờ thì hai anh em mình sẽ ngừng lại đây để tiếp cận cái khu vực hình này như là cái quán hay gì á. Cái quán với mấy sông nè. Ồ này người ta nuôi. Này người ta đã nuôi không biết là nuôi cái gì nha. Nhưng mà một cái quán đã tháo cái mái che. Ok người ta đập ở phía ngoài luôn nè cô chú anh chị ơi. Lúc gãy phía ngoài luôn rồi. Đây 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 đây. Đó, bây giờ bà con người ta đập bỏ bớt luôn rồi nè. Ta đập bỏ bớt luôn rồi nè. Bị lúng quá lúng rồi. Rồi nguyên một cái khu vực đó bị lúng hết trơn luôn kìa. Ta đập bỏ luôn rồi. Đây là một cái nhà mà con người ta nuôi những cái hồ này giống giống như nuôi lươn vậy đó, mình dự đoán vậy thôi chứ không biết nuôi chính xác là cái gì, nhưng mà cái mái che phía trên nó bị dở rồi do sụp lún ở đây nè, nhìn thấy ghê không cô chú anh chị, nó gãy cúp những cái dàn gà xuống luôn rồi, lún xuống á, nhìn thấy hỏi thôi không cẩn thận nha, ngoài kia nó bị gãy luôn rồi đó. Xuống được không? Nguy hiểm nha. Ồ, ở đây đất nó bị lúng, nó chài ở phía ngoài nữa nè. Rất có nguy cơ là bị sạt xuống nữa nha. Thôi đừng đi qua đó nha, không có được đâu, nguy hiểm lắm. Mấy cái cây đà phía trong này là nó bị cúp xuống ở phía trong này nha. Phía ngoài thì còn ngã vô nhưng mà ở trong bị cúp xuống luôn. Mình không hiểu nữa, có thể là mình suy tính thôi nha, mình dự đoán theo ý của mình á là đất nó chài ra, những cái chân nó bị sạc ra đúng không, thì nó sẽ cúp vô cái đầu vô nên là ở trong đây nó sẽ bị gãy luôn, gãy ngang. Phải nói là năm nay là một cái năm mà xã U Minh Bắc ở U Minh Thượng Kiên Giang là xã An Minh Bắc U Minh Thượng Kiên Giang là phải nói là ảnh hưởng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Thôi không được đâu, đừng đi đắng ơi, rơi 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 cung kinh yếu xìu ha, đừng có đi ngoài đó gãy xuống đó. Nói chung là hai anh em mình đi là tiếp cận tận nơi những cái căn nhà mà bị sụp lún á thì rất là nguy hiểm. Cô chú anh chị nếu mà có thương hai anh em mình á thì nhớ cho hai anh em mình một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip nha, để mấy anh em mình có chi phí đi tới lui đi nhiều điểm nữa để cập nhật tình hình. Gãy luôn rồi, gãy cúp ngang luôn rồi. Ở đây mỗi một cái học á, học đó, này bà con người ta nuôi gì á, nuôi đây đi vô được không, giờ là bỏ luôn, cẩn thận nha, sợ bị lún xuống này, nó bị cúp xuống luôn. Quá nguy hiểm mà, nó bị cúp xuống luôn nè cô chú anh chị ơi. Nó bẻ gãy chân giữa nha. Nhìn cái cảnh bà con ở đây phải nói là rất là đau lòng nha. Sụp nhà cửa, tài sản ở đây biết bao nhiêu tiền của nó mà sụp hết trơn. Đó. Một cái công trình như thế này thì mình thử nghĩ xem là bao nhiêu chi phí bỏ vào đây. Nhưng mà hiện tại thì hầu như là trắng tay rồi đó. Nhiều gia đình nào đã đỡ thì nếu mà có vuông đồ nuôi tôm hay là có đất đai nhiều thì đỡ. Còn những cái bà con á, mình hồi nãy có chia sẻ đó là nhà của ông cụ
không có miếng đất nào hết trơn, chỉ có dọn dẹn một cái miếng đất để cắt được một căn nhà, nhưng mà hiện tại thì có nguy cơ sẽ bị sụp lún xuống mất căn nhà, thì kể như là nói quá đáng là ra đường ở của chú chị rất là khổ nha. Đây nó đỡ nè, nhưng mà mình thấy cũng bị nứt xuống lớn lắm rồi nè, cái đường ra nứt nè. Rồi hình như là khu vực An Ninh Bắc này có một cái đám mưa rất là lớn khoảng tầm mấy ngày nay. Sau khi đám mưa thì lại sụt lún thêm rất là nhiều căn nhà nha. Không biết là do đất mềm hay là sao. Nghe cô chú anh chị ở phía trên chia sẻ nên là giờ bà con ở đây cũng rất là khổ nha. Những căn nhà dưới sông hầu như là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Giờ là bà con tạm thời là đập những cái này bớt để cho nó nhẹ lại, đừng cho bị lún xuống nữa. Ngoài đây cũng có dấu hiệu gân nứt nữa. Phải nói là cái đợt hạn hán này ảnh hưởng rất là nhiều tới bà con ở xã An Minh Bắc thuộc U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang nha. Mình cũng cầu mong là những ngày tới sẽ thời tiết sẽ tốt hơn, đặc biệt là sẽ có những đám mưa để cho việc tưới tiêu của bà con được thuận lợi. Và mình cũng mong là sẽ có những cái điều gì đó tốt đẹp tới bà con trong những cái ngày tới nha, sắp tới. Chứ hiện tại thì bà con ở đây phải nói là rất là khó khăn. Rồi, đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc bà con cô bác được dồi dào sức khỏe và cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với bà con nha. Rồi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào những clip sau. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại.